Xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay Bạch Khanh xin giới thiệu với tất cả mọi người cái không gian bếp rất là nhỏ gọn của Khanh. Như mọi người cũng thấy đúng không? Vì mình là một người luôn luôn nấu ăn cho nên là mọi người thấy đồ đạc ở đây luôn luôn mới tinh, lúc nào cũng rất là gọn gàng đúng không? Xin giới thiệu với mọi người, đây là cái không gian mà tuy nó nhỏ lắm nhưng mà Khanh rất là thích khi mà mỗi lần vô đây, bởi vì nhiều khi mình có thể tự tay mình chế biến được những cái món ăn cho chính mình ăn cũng như là cho gia đình mình ăn. Và ngày hôm nay có một cái món đặc biệt là tuy là nó rất là bình thường thôi nhưng mà tự nhiên Khanh cảm thấy rất là thèm cho nên thôi mình trổ tài để mình nấu cho tất cả mọi người cùng xem. Và đó chính là món chè đậu đen chân đường phèn. Và nguyên liệu chính cần chuẩn bị đó chính là đậu đen này. Mọi người thấy không? Những cái hạt đậu đen này rất là lì. Ngâm hoài không nở. Theo như Khanh tìm hiểu ở trên mạng á, thì để mà nấu đậu đen được ngon thì trước khi mình nấu mình phải ngâm thật là lâu, bởi vì đậu đen nó rất là lâu nở. Rồi bây giờ Khanh sẽ bắt đầu chuẩn bị đường phèn, là một cái nguyên liệu không thể thiếu trong cái món này. Đường phèn thì mọi người có thể mua ở ngoài chợ, thì nếu như mà mình không có thời gian á thì mình có thể mua sẵn ở trong siêu thị. Và cũng rất là hên là gần nhà Khanh có một cái cửa hàng tiện ích thì luôn luôn có sẵn những cái nguyên liệu mình cần. Tại vì đây là lần đầu tiên mình nấu cho nên mình không có biết được cái số lượng phải nấu bao nhiêu. Hình như nhiêu đây là hơi bị quá tay. Đống này chắc nấu được cho nguyên làng ăn. Đường phèn ăn rất là mát. Tại sao Khanh nấu đường phèn? Tại vì có rất là nhiều loại đường, nhưng mà đường phèn là cái đường mát nhất. Nếu như mọi người có thể thích, mọi người có thể nấu được đường cát hoặc là đường thốt nốt. Và vì mình quá tay cho nên là số lượng đậu quá nhiều, cho nên là mình phải đổi một cái nồi khác để cho nó vừa, chứ cái nồi này quá nhỏ. Đây, mình sẽ lấy một cái nồi khác. Ây da, đây cái nồi này là super bự rồi ha. Bây giờ mình sẽ chuyển đậu từ nồi nhỏ qua nồi lớn bằng một cái vá. Ta-da. Đó. Đó, Khanh đang chuyển đậu qua. Mình xài cái giá này thì mình sẽ gạt đi được cái nước. Đây, Khanh đã chuyển hết đậu qua cái nồi lớn. Bây giờ là mình sẽ cho nước vô. Đó, bây giờ mình sẽ cho nước vô mình nấu. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu nấu nha. Đây. Mới vô thì Khanh sẽ mở cho cái nhiệt độ của nó cao hơn một chút để cho nó nhanh sôi. Đến khi nào mà nó sôi rồi á thì bắt đầu mình giảm nhiệt độ xuống từ từ, rồi bắt đầu mình nấu cho nó mềm. Bật số 9 đi. Và trong thời gian chờ đợi thì Khanh sẽ lên Google để tìm hiểu xem cái cách nấu như thế nào là ngon. Bắt đầu cũng sôi rồi đó. Với lại là có bọt cho nên là Khanh sẽ vớt bỏ mấy cái bọt này đi. Đó, mình thấy không? Rất là nhiều bọt. Nước đã sôi rất là nhiều rồi, bây giờ là Khanh sẽ vớt nốt những cái bọt cuối cùng rồi, sau đó mình sẽ giảm cái nhiệt độ xuống. Giảm nhiệt độ xuống. Rồi. Rồi bây giờ Khanh đã giảm nhiệt độ xuống rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nấu ninh cho tới khi nào mà nó mềm thì thôi nha. Đã 15 phút cho qua rồi, bây giờ Khanh sẽ thử coi đậu đã mềm chưa. Một hạt thôi là mình biết rồi. Mềm không? Ok. Rồi, như vậy là bây giờ đậu đã mềm rồi. Chúng ta sẽ đến với giai đoạn tiếp theo, đó chính là vớt đậu ra và bắt đầu nấu nước đường. Bây giờ Khanh sẽ bắt đầu vớt cái đậu ra một cái chảo khác.
rồi Khanh sẽ nấu đường phèn chung với cái đậu đó, nhưng mà mình nhớ mình phải để lại cái nước đậu đen đang nấu ở trong nồi. Rồi lát nữa khi mà cái hỗn hợp đường cùng với đậu đã nấu xong mình sẽ đổ ngược lại vô cái nước. Đây sẽ vớt ra cái chảo này. Mọi người nhớ nha, là mình phải giữ lại cái nước. Đây. Đó. Cho đậu vô đây. Lát nữa mình bỏ đường phèn vô mình nấu chung với đậu nha. Sau khi mình vớt ra nó sẽ là như vậy. Nhớ không lầm thì cái đậu mà Khanh chuẩn bị là tới khoảng 500g, có nghĩa là Khanh phải chuẩn bị khoảng 300g đường phèn. Đây là 300g đường phèn Khanh đã chuẩn bị sẵn. Khanh sẽ cho cái đường phèn này vô nấu chung với đậu luôn. Đổ vô nha. Sau khi mà Khanh đã cho đường phèn vô thì bắt đầu mình sẽ bật bếp, bật nhỏ nhỏ vừa phải thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đợi cho đường chảy ra, rồi để cho nó thấm vào đậu mình bắt đầu mình đảo. Nhớ là khi mà mình đảo á, mọi người đừng có đảo nhanh, cũng đừng có đảo mạnh quá, tại vì như vậy là đậu nó sẽ bị nát. À, mọi người thấy không? Đường phèn bắt đầu chảy ra rồi đó. Thì trong lúc đó mình có thể đảo nhẹ nhẹ cũng được, còn không thì mình đợi cho đường chảy ra hết thì mình đảo cũng được. Mọi người nhớ là phải nhẹ tay nha, để cho cái hạt đậu của mình nó không bị nát, thì khi mà thành phẩm cái nồi chè thì nó sẽ đẹp hơn. Giai đoạn chờ đợi đường tan. Cái công đoạn này nó giống như là mình đang ngào đường nữa, thì cái đường nó sẽ ngấm vô cái hạt đậu, như vậy thì hạt đậu nó sẽ ngọt hơn. Với lại khi mà mình nấu chè đậu đen á, theo như Khanh coi ở trên mạng thì mọi người nếu mà thích ăn, mình có thể bỏ thêm nha đam hoặc là dừa sắc sợi. Rồi nếu như mà mình muốn làm cho cái nước nó sệt hơn thì mình có thể cho bột sắn dây vô. Nhưng mà tại vì Khanh là Khanh thích ăn chè đậu đen nguyên chất luôn, cho nên là Khanh sẽ không bỏ bất kỳ một cái gì vô hết. Chỉ ăn đơn giản là chè đậu đen cùng với nước thôi. Và khi mà mình nấu như vậy á, cái đó mình có thể bảo quản được lâu hơn. Khi mà bây giờ mình thấy đường nó đã tan hết rồi á, thì mình sẽ đảo đều lại một lần cuối. Sau đó là mình sẽ cho cái hỗn hợp này ngược vô lại cái nước đậu đen lúc nãy. Bây giờ mình sẽ cho cái hỗn hợp này qua ngược lại cái nồi này. Rồi sau đó mình sẽ ninh khoảng 10 phút nữa là coi như là nồi chè của mình đã hoàn tất. Đó, mọi người thấy không? Đường phèn nó thấm vô đậu rồi. Rồi mình sẽ cho vô hết luôn nha. Đẩy nắp lại, nấu khoảng 10 phút nữa là coi như là cái nồi chè sẽ xong. Sắp có đoạn rồi. Như vậy là nồi chè đã sôi rồi, bây giờ Khanh sẽ múc ra tô để bắt đầu thưởng thức. Đó. Đây, Khanh sẽ bỏ vô cái tô như thế này. Và nếu như mà mọi người thích á, mọi người có thể ăn chung với đá. Nhưng mà tại vì Khanh đang kiêng đá cho nên là Khanh sẽ chỉ để nguội rồi ăn. Còn nếu như mà mình muốn ăn cho nó đỡ ngán hơn một chút, dễ ăn hơn thì mình có thể để trong tủ lạnh. Ta-da! Đây là thành quả của mình. Và dường nồi này giờ phải làm sao? Thôi cái đó để tính sao đi ha. Đây bây giờ Khanh sẽ chờ cho nó nguội rồi mình ăn, hoặc là mình có thể để tủ lạnh như Khanh đã nói lúc nãy. Chúc cả nhà thật là vui khi mà theo dõi video này của Khanh. Và rất là hy vọng là mọi người sẽ nhấn subscribe cho kênh YouTube của Khanh để đón chờ những cái video mới nhất của Khanh nhé. Bye bye.